Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái chữ Y ngắn bằng len giống như thế này. Đầu tiên, chúng ta sẽ móc một dây móc xích dài 25 mũi móc xích. Các bạn móc mũi móc xích thứ nhất, mũi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chúng ta sẽ móc lần lượt đến mũi móc xích sau cùng, mũi móc xích thứ 25. Sau khi đã móc xong cái sợi dây móc xích dài 25 mũi móc xích, chúng ta sẽ bỏ cái chân móc đầu tiên đi. Các bạn móc vào chân móc thứ hai, mũi móc kép thứ nhất. Tiếp tục là mũi móc kép thứ hai. Sau khi đã móc xong hai mũi móc kép, chúng ta sẽ móc tiếp 5 mũi móc kép vào 5 chân móc nhưng chụm lại một đầu. Mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Mũi móc kép thứ tư. Sau cùng là mũi móc kép thứ năm. Lúc này chúng ta sẽ có tất cả là 6 vòng chỉ nằm trên kim. Các bạn xoay chỉ kéo kim qua hết cho mình. Tiếp tục, chúng ta sẽ móc tất cả là 10 mũi móc kép vào 10 chân móc. Mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, mũi móc kép thứ ba, mũi móc kép thứ tư, mũi móc kép thứ năm, mũi móc kép thứ sáu, mũi móc kép thứ bảy, mũi móc kép thứ tám, mũi móc kép thứ chín, sau cùng là mũi móc kép thứ mười. Sau khi đã có được 10 mũi móc kép vào 10 chân móc giống như thế này, chúng ta sẽ móc tiếp 5 mũi móc kép vào 5 chân nhưng chụm lại một đầu. Mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, mũi móc kép thứ ba, mũi móc kép thứ tư, sau cùng là mũi móc kép thứ năm. Lúc này chúng ta có 6 vòng chỉ nằm trên kim. Các bạn xoay chỉ kéo kim qua hết cho mình. Sau khi móc xong 5 mũi móc kép chụm đầu, chúng ta sẽ móc tiếp 2 mũi móc kép vào 2 chân móc còn lại. Mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, sau đó các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời vào cái thân mũi móc kép vừa móc. Kế đến ở cái chân móc kế tiếp, chúng ta sẽ móc hai mũi dời cùng một chân vào đây. Mũi dời thứ nhất, mũi dời thứ hai. Tiếp tục sẽ là hai mũi dời vào hai chân móc tiếp theo. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai. Tiếp tục chúng ta sẽ móc lên 3 mũi bính. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Sau đó các bạn sẽ bỏ chân bính đầu tiên đi. Chúng ta sẽ móc tiếp 2 mũi móc kép vào 2 chân móc.
Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Sau khi móc xong hai mũi móc kép, chúng ta sẽ móc một mũi dời vào chân móc thứ ba. Lúc này chúng ta đã có được một cái đầu của cái chữ Y. Tiếp tục, các bạn móc tiếp cho mình 12 mũi dời vào 12 chân móc. Mũi thứ nhất, mũi dời thứ hai, mũi dời thứ ba, mũi dời thứ tư, mũi dời thứ năm, mũi thứ sáu, mũi thứ bảy, mũi thứ tám, mũi thứ chín, tiếp tục mũi thứ mười, mũi thứ mười một, sau cùng là mũi dời thứ 12. Các bạn móc tiếp cho mình mũi dời thứ 13. Ở đây chúng ta sẽ móc 13 mũi dời chứ không phải là 12. Sau đó chúng ta móc lên 3 mũi bính. Các bạn cũng sẽ bỏ chân bính đầu tiên đi. Chúng ta móc 2 mũi móc kép vào 2 chân móc kế bên. Mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, và sau đó chúng ta cũng sẽ móc một mũi dời vào chân móc thứ ba. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong cái chữ Y ngắn bằng len giống như thế này. Sau khi đã cắt bỏ cái phần chỉ thừa này đi, chúng ta sẽ có được một cái chữ hoàn chỉnh giống như thế này.